Sáng 8 tháng 11, tại trạm y tế xã Lâm Phú, 54 thanh niên xã Lâm Phú đã tham gia khám sức tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 với tinh thần hăng hái, sẵn sàng tham gia nghĩa vụ với Tổ quốc. 54 thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Lâm Phú đều là những thanh niên có hộ khẩu thường trú tại địa phương và đã được điều tra sàng lọc tại các thôn bản. Các thanh niên tham gia khám tuyển được tiến hành kiểm tra về nội, ngoại khoa, mắt, da liễu, tim mạch. Để chuẩn bị cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị vào công tác vận động thanh niên đến độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong đợt khám tuyển này, xã Lâm Phú tổ chức khám tuyển để chọn ra 33 thanh niên tham gia điều khám tại huyện. Với sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ, công tác khám tuyển được tổ chức một cách chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định nhằm tuyển chọn được những thanh niên có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị tham gia vào lực lượng quân đội. Bên cạnh đó, để đảm bảo vận động đủ số lượng thanh niên trong độ tuổi tham gia khám sơ tuyển tại địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến từng thôn bản, gia đình thanh niên. Cùng với đó, xã đã lên kế hoạch quản lý, động viên những thanh niên khám chúng chuẩn bị lên đường nhập ngũ.